Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh là Chúa Nhật giáo hội kính nhớ Chúa Giêsu mục tử của chúng ta. Khi nhìn nhận Đức Giêsu là mục tử của mỗi người, chúng ta cũng được mời gọi trở nên mục tử của anh chị em mình. Nhưng để có thể thực hiện được vai trò cao cả đó, chúng ta phải biết gắn bó và noi gương Đức Giêsu là mục tử nhân lành. Hiệp dâng trong thánh lễ chiều nay, chúng ta cầu nguyện theo các ý chỉ, cầu cho linh hồn Anna, Anton, Teresa, Philippe, John Bautista, cầu cho ông bà tổ tiên và các linh hồn. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Hallelujah. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, có một người bạn không có đạo thắc mắc rằng: Tại sao người Kitô hữu các anh được gọi là những con chiên? Có phải như vậy thì quá là hạ thấp phẩm giá người ta hay không? Hay như vậy là để cho mấy vị cầm quyền dễ bề cai trị? Còn những kẻ ghét đạo thì dựa vào đó mà xuyên tạc rằng Kitô hữu được gọi là những con chiên vì họ ngây thơ, nhẹ dạ cả tin. Sự thật có phải như vậy? Anh chị em thân mến, để giải đáp những thắc mắc đó, chúng ta trở lại với bài tin mừng hôm nay. Trong bài tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, danh từ chiên và mục tử được lặp lại rất nhiều. Đức Giêsu dùng những hình ảnh này không bao giờ hàm chứa một sự khinh khi hay coi thường nào hết, bởi vì mục tử và chiên là những hình ảnh rất quen thuộc ở trong văn hóa du mục của người Do Thái. Điều này tương tự như trong đất nước Việt Nam chúng ta, một đất nước nông nghiệp lúa nước. Con trâu với người nông dân là những hình ảnh rất thân thương, quen thuộc. Con trâu là bạn bè thân thiết,
là thành phần của gia đình nông nghiệp. Đối với người Do Thái ngày xưa, tương quan giữa mục tử và đàn chiên quả thật là một tương quan thân thiết. Chiên được nuôi theo bầy đàn và người mục tử chăm sóc chúng và ở cùng với chiên ngày này qua ngày khác trên các đồng cỏ. Ban ngày thì mục tử dẫn đoàn chiên từ đồng cỏ này đến đồng cỏ khác để kiếm ăn. Ban đêm nhằm để tránh trộm cướp, tránh thú hoang hay là mưa gió, các mục tử cùng nhau lùa chiên vào chung một chỗ được gọi là ràn chiên. Và ở đó họ thay nhau canh gác. Người chăn chiên ngủ ngay cửa ra vào để trông chừng chiên và bảo vệ chúng. Đến sáng, mỗi mục tử đến cửa ràn chiên ra hiệu, hoặc là bằng cách huýt sáo, hoặc là dùng một âm thanh quen thuộc nào đó để chiên của anh tức khắc nhận ra anh và đi theo anh. Mục tử và đàn chiên vì thế gắn bó và biết nhau cách mật thiết. Do đó chúng ta hiểu điều mà Đức Giê-xu nói trong tin mừng hôm nay: tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Vì những đặc điểm ấy mà Đức Giê-xu đã lấy hình ảnh người chăn chiên để nói về bản thân người. Đức Giê-xu là mục tử chăm sóc chúng ta. Người biết rõ từng người, từng hoàn cảnh của chúng ta. Người biết khi nào chúng ta vui, khi nào chúng ta buồn, biết khi nào chúng ta mạnh khỏe, khi nào chúng ta đau ốm. Người biết cả những điều mà chúng ta thầm ước mong trong lòng. Qua dù ngôn, mục tử bỏ lại 99 con chiên để đi tìm cho kỳ được một con chiên bị lạc. Đức Giê-xu cho thấy người chăm sóc chi ly từng cá nhân một và không muốn bất kỳ một ai phải hư vong, phải lạc mất, phải xa đàn. Đó là điều mà tác giả Thánh Vịnh đã ca lên bằng những tâm tình thật đẹp, như chúng ta thường hay hát trong bài đáp ca: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi đến dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Dẫu qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Thưa anh chị em, khi nhìn nhận Đức Giê-xu Kitô là mục tử, có nghĩa là tất cả mọi thành phần dân Chúa, từ giám mục đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, chúng ta đều thuộc về đàn chiên của Chúa Kitô. Mỗi người tuy phần vụ có khác nhau trong giáo hội, nhưng đều là anh chị em với nhau trong cùng một ràn chiên của mục tử duy nhất, tử Giê-xu. Vì thế chúng ta được mời gọi sống cảm thông với nhau, nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, bởi vì chúng ta cùng chung một vận mệnh. Mà nói theo kiểu của người Việt Nam chúng ta, đó là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mặt khác, khi suy nghĩ về phần vụ mục tử, cách riêng chúng ta nhớ đến các hàng giáo phẩm, các giám mục, linh mục, các vị chủ chăn mà Chúa Kitô đã trao phó cho các ngài quyền chăn dắt, cai quản và giáo huấn thánh hóa dân Chúa. Hẳn đây là một phần vụ rất quan trọng và khó khăn mà các ngài phải gánh vác. Vì thế, thánh lễ hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh, giáo hội cầu nguyện cách riêng cho các ngài, cũng như cầu nguyện để cho có thêm nhiều người trẻ dấn thân trong ơn gọi cao quý này. Hơn nữa, thưa anh chị em, khi hiểu sứ vụ mục tử như là việc chăm sóc đời sống thiêng liêng, phần rỗi linh hồn của người khác, thì có thể nói rằng mỗi chúng ta cũng là mỗi mục tử của tha nhân.
Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm với những người sống chung quanh mình, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, giáo hội. Vì vậy, mỗi chúng ta cũng là mục tử trong mức độ trách nhiệm của mình, là cha mẹ đối với con cái, là anh chị em của nhau trong một gia đình, là thầy cô giáo với học sinh ở trên trường lớp, là mỗi giáo dân với cộng đoàn giáo xứ liên đới với nhau trong trách nhiệm, cũng như là thành phần phần tử của cả xã hội, có trách nhiệm với nhau, có trách nhiệm với cuộc sống của người khác. Nhưng để có thể chu toàn được sứ vụ này, chúng ta được mời gọi hãy lấy Chúa làm gương mẫu cho đời mục tử của chúng ta. Trở nên mục tử nhân lành như Chúa là dám ở với chiên, mang vác lấy chiên trên vai. Điều đó cũng có nghĩa là chấp nhận để mình bị ám lấy cái mùi hôi thối, cái mùi nước tiểu, mùi phân tro của con chiên. Trở nên mục tử như Chúa Giê-xu vì thế là chấp nhận chịu liên lụy với anh chị em của mình, chứ không phải như người làm thuê. Chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Thánh Augustino từng phát biểu rằng: vì anh chị em, tôi là giám mục, nhưng cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu. Thì cùng ý hướng đó, hôm nay chúng ta cũng có thể nói: cùng với anh chị em, tôi là chiên của mục tử Giê-xu. Nhưng vì anh chị em, tôi là một mục tử. Đối với Chúa Giê-xu Kitô, chúng ta là chiên trong đàn chiên của Người. Còn đối với tha nhân, chúng ta được mời gọi trở nên mục tử của họ, tức là liên đới, gắn kết và lo lắng cho đời sống thiêng liêng, cho phần rỗi của anh chị em mình. Amen.